chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay thứ hai, ngày 10 tháng 5 năm 2021 với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca mắc, tăng cường năng lực xét nghiệm, năng lực cách ly, chuẩn bị sẵn sàng kỹ lưỡng cho kịch bản dịch bùng phát trên diện rộng. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đến kiểm tra tại xã Dân Chủ và xã Trương Lương, huyện Hòa An. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại thành phố và huyện Nguyên Bình. Sáng ngày 10 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tiến hành cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch, triển khai các biện pháp phòng chống dịch trước diễn biến mới trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Đến nay, Cao Bằng chưa ghi nhận và phát hiện trường hợp nào nhiễm dịch COVID-19. Các sở ban ngành địa phương trong tỉnh quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Trung ương của tỉnh. Chỉ đạo triển khai truy vết, cách ly, thực hiện xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc liên quan đến các chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều, các trường hợp đi từ vùng dịch tại tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, thực hiện công điện số 03 ngày 8 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán bar, game, phòng tập gym, các quán ăn uống, trà đá, cà phê vỉa hè, đường phố. Tạm dừng các cuộc họp khi không cần thiết, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, ca nhạc, văn nghệ, các hoạt động sự kiện tập trung đông người tại nơi công cộng từ 00 giờ 00 phút ngày 10 tháng 5 năm 2021. Từ ngày 4 tháng 2 năm 2020 đến hết ngày 8 tháng 5 năm 2021, tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 20.669 công dân Việt Nam từ Trung Quốc về qua biên giới tỉnh Cao Bằng để thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung. Có 18.082 người cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung đủ 14 ngày theo quy định, được cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly. Tiếp nhận cách ly 329 người nước ngoài. Hiện toàn tỉnh còn 1.127 người đang cách ly tập trung. Đã lấy 37.559 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19. Tất cả đều cho kết quả âm tính. Từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5, thực hiện tiêm chủng vaccine AstraZeneca cho 7.928 người. Tất cả các trường hợp tiêm chủng đều an toàn. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất một số vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo tình hình xuất nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới, công tác phân luồng đối tượng trong khu cách ly tập trung, tránh nguy cơ lây chéo, triển khai rà soát, truy vết, nắm tình hình ngay khi có tình huống xảy ra, công tác phòng chống dịch tại cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại, khu công nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, công tác chuẩn bị điểm bỏ phiếu tại khu cách ly tập trung. Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đánh giá cao các sở ngành địa phương tích cực chủ động triển khai công tác phòng chống dịch trong thời gian qua. Công tác khoanh vùng truy vết những người đến từ vùng dịch được triển khai kịp thời. Nhận định tình hình dịch COVID-19 trong nước thế giới đang diễn biến phức tạp khó lường, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vẫn luôn thường trực. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các sở ngành địa phương nêu cao tinh thần chủ động, không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống dịch đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Để thực hiện tốt cái việc này, tôi đề nghị là các ông chí tiếp tục thực hiện tốt cái công điện số 03. Tất cả các văn bản của Trung ương phải cập nhật đầy đủ. Nhưng mà cái công điện mới đây nhất là cơ bản là đầy đủ những nội dung mà từ ngày hôm nay, từ 0 giờ ngày hôm nay là chúng ta phải quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc tất cả những nội dung. Đề nghị là các ông chí quán triệt đến các cấp, các ngành và thực hiện tốt. Tiếp tục rà soát lại những cái trường hợp mà đi từ vùng dịch. Vừa qua ta đã làm khá tốt rồi, nhưng mà tiếp tục
có những cái đối tượng nào cần truy vết, cần rà soát bổ sung, đưa vào cách ly tập trung, đưa ở cách ly tại gia đình, đồng thời kiểm tra giám sát tất cả những cái nội dung đã triển khai thực hiện. Xem là cách ly tập trung, chú cách ly tập trung đã phân luồng đúng chưa hay phân loại đúng chưa, báo chí cũng về rà soát lại. Đấy, chúng ta nhất là ở chỗ quân sự, nhất là ở thành phố, ở một số nơi là các chú rà soát lại và phân luồng đối tượng để đảm bảo chúng ta tránh được cái lây nhiễm chéo. Và nó những cái đối tượng nó tương đối phù hợp, là nguy cơ cao hơn, đúng không? Thì có thể ở riêng, hoặc là những cái trường hợp đặc biệt, thấy rằng là có phải áp dụng những cái biện pháp khác, thì chúng ta cũng phải có những cái cách làm khác. Đặc biệt là quan tâm đến những cái đối tượng từ viện nhiệt đới, từ Bắc Ninh, từ viện ca, và gần đây nhất là khu công nghiệp ở Bắc Giang. Đối với các khu cách ly, tôi đề nghị là tiếp tục rà soát và đầu tư nâng cấp các cơ sở cách ly. Cái này không thể thiếu được. Đối với công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát, thì đề nghị là Sở Thông tin Truyền thông tiếp tục là tăng cường cho công tác chỉ đạo, hướng dẫn đối với các cơ sở để đẩy mạnh công tác thông tin với nhiều hình thức và đảm bảo đến tất cả mọi người dân để người ta hiểu được cái tình hình dịch bệnh như thế nào, các biện pháp phòng tránh ra sao để người ta hiểu rõ để vào tổ chức thực hiện. Đồng thời cũng thống nhất là sẽ mọi trước ngày bầu cử sẽ có một cái cuộc họp để chúng ta triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch, nhưng mà trong đó nhấn mạnh nhất đến công tác phòng chống dịch trong thời gian bầu cử. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện, thành phố bố trí kinh phí cải tạo cơ sở vật chất cho các khu cách ly tập trung nhằm đáp ứng các nhu cầu tối thiểu về công tác phòng chống dịch, lắp đặt camera và bổ sung nhiệm vụ giám sát cho khu cách ly tập trung, rà soát các nội dung, xây dựng kịch bản hướng dẫn công tác phòng chống dịch trong ngày bầu cử. Tiếp tục triển khai thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 theo đúng quy định, đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả, kiểm soát khu vực biên giới, quản lý chặt chẽ các hoạt động xuất nhập cảnh, chỉ đạo giám sát việc tăng cường thực hiện các quy định phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp. Ngày 10 tháng 5, đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Dân Chủ và xã Trương Lương, huyện Hòa An. Hiện nay, xã Dân Chủ đã thực hiện niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đúng thời gian quy định tại 9 khu vực bỏ phiếu. Toàn xã có hơn 3.300 cử tri, công tác tuyên truyền đã được thực hiện bằng nhiều hình thức như lồng ghép tại các cuộc họp, hội nghị giao ban, được hơn 30 cuộc với gần 3.000 lượt người nghe. Phát trên loa đài, loa kéo lưu động, treo băng rôn khẩu hiệu. Công tác an ninh trật tự được giữ vững, có các phương án chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang tại khu vực bầu cử, phân công cán bộ y tế thôn bản đo thân nhiệt cho cử tri. Tuy nhiên, do một số cử tri đi làm công nhân các tỉnh nên số lượng cử tri luôn biến động hàng ngày. Một số nhà văn hóa xóm diện tích nhỏ ảnh hưởng tới việc niêm yết danh sách cử tri và người ứng cử. Kiểm tra tại xã Trương Lương cho thấy, toàn xã đến thời điểm này có tổng số 2.478 cử tri với 9 khu vực bỏ phiếu, đã tổ chức được 11 tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử đảm bảo dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật. Ủy ban bầu cử xã đã nhận và lập danh sách niêm yết người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xóm và khu vực bỏ phiếu. Công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử được quan tâm thực hiện, tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp hội nghị cử tri, tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử, tuyên truyền bằng hình thức văn bản, file âm thanh. Ủy ban bầu cử xã đã thành lập tiểu ban an ninh trật tự, phân công nhiệm vụ thường xuyên nắm bắt tình hình. Không có vụ việc nào xảy ra, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Qua kiểm tra, đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại hai xã Dân Chủ và Trương Lương. Đồng chí đề nghị Ủy ban bầu cử hai xã cần tập trung công tác tuyên truyền đến đông đảo cử tri bằng nhiều hình thức như thông tin truyền thanh, tăng cường tuyên truyền trực tiếp đến từng xóm về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp luật bầu cử.
sáng suốt lựa chọn những người ưu tú nhất, đảm bảo cơ cấu, thành phần, định hướng, phấn đấu cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất. Bên cạnh đó, cần theo dõi, bảo quản các nội dung đã niêm yết tại khu vực bầu cử như danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt ứng cử viên. Công tác trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu cần huy động các lực lượng cùng thực hiện đúng hướng dẫn. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh lưu ý các xã chú trọng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian diễn ra bầu cử một cách nghiêm túc. Tại đơn vị bầu cử số 9, huyện Nguyên Bình, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có hai cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Tam Kim và xã Minh Tâm. Tại hội nghị, chương trình hành động của các ứng cử viên nêu rõ, nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ gắn bó mật thiết, thường xuyên và là cầu nối tâm tư nguyện vọng của nhân dân với Hội đồng Nhân dân tỉnh, cơ quan đảng, chính quyền, chịu sự giám sát của cử tri, kịp thời đôn đốc giải quyết các khiếu nại của cử tri, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương, hướng tới mục tiêu ấm no hạnh phúc của nhân dân. Các cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử quan tâm triển khai dự án nâng cấp tuyến đường liên xã Quang Thành Tam Kim Hưng Đạo thành công, bổ sung nguồn lực hỗ trợ xã Tam Kim đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021, đầu tư kinh phí thực hiện bán trú cho học sinh tiểu học, bố trí nguồn vốn xây dựng hệ thống nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho nhân dân. Thay mặt các ứng cử viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Bích Ngọc cảm ơn sự đồng tình ủng hộ của cử tri, đồng thời ghi nhận những ý kiến kỳ vọng của cử tri, tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ đề xuất trình cấp trên giải quyết. Đồng thời đề nghị các xã tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, tích cực tham gia đi bầu cử đông đủ, thực sự là ngày hội toàn dân. Sáng 10 tháng 5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 2, tiếp xúc cử tri tại thành phố Cao Bằng. Tại hội nghị, chương trình hành động của các ứng cử viên đều khẳng định quyết tâm với nhiều giải pháp, phương hướng hoạt động khi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với tỉnh Cao Bằng, đảm bảo cho nhân dân phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Tham gia giám sát hoạt động của chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước trong giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống của nhân dân và các vấn đề an sinh xã hội khác. Đem hết tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri. Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, mong muốn các ứng cử khi được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện đúng chương trình hành động, thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, đề xuất với Quốc hội tiếp tục quan tâm ban hành các chính sách đặc thù phát triển kinh tế xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Kiên quyết hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tăng cường hơn nhiều cuộc tiếp xúc cử tri tại cơ sở, để gặp gỡ, trao đổi, thăm hỏi, động viên, nắm tình hình nhân dân, phản ánh kịp thời đầy đủ ý kiến của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền. Đại diện ứng cử viên cảm ơn sự tin tưởng, động viên, ủng hộ của cử tri. Với các ý kiến cử tri nêu, các ứng cử viên sẽ nỗ lực hết sức, xây dựng kế hoạch phấn đấu, thực hiện tốt mục tiêu chương trình hành động đã đề ra, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Các ứng cử viên sẽ tiếp thu và tổng hợp các ý kiến của cử tri, gửi cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử thuộc các đơn vị bầu cử phường Sông Hiến và xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, các chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 22 đã được cử tri đánh giá cao, phấn khởi trước những dự định kế hoạch hoạt động ứng cử viên về thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn và cởi mở, cử tri đề nghị những vấn đề ứng cử viên Hội đồng Nhân dân thành phố cùng quan tâm như công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình dự án trên địa bàn. Mong muốn trong nhiệm kỳ tới, các ứng cử viên trúng cử tập trung giải pháp thực hiện tốt việc quản lý trật tự đô thị, tìm các giải pháp xây dựng nâng cao chất lượng sống vùng nông thôn, xây dựng và hoàn thiện hệ thống giao thông, điện chiếu sáng ngõ xóm. Cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên cần gần dân, tôn trọng nhân dân hơn, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân ở mức cao nhất, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân, thể hiện sự nêu gương của các đại biểu tại đơn vị, cơ quan và địa phương nơi sinh sống. Các ứng cử viên đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để đề xuất kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề mà cử tri quan tâm. Cam kết sẽ luôn nêu cao ý thức trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, tiếp tục tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Tại buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, 7 ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Bảo Lạc khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 1 đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình. Nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, sẽ tích cực tham gia các hoạt động để giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân huyện. Cử tri thị trấn Bảo Lạc ủng hộ, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên khi trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ phát huy vai trò trách nhiệm, tham gia đóng góp ý kiến để giải quyết các vấn đề bức xúc của đời sống xã hội và thực hiện theo lời hứa của mình với cử tri. Tích cực tham gia những vấn đề quan trọng mà cử tri quan tâm, trong đó chú trọng phát triển du lịch địa phương, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và an sinh xã hội. Góp phần cùng địa phương và cử tri tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tiếp xúc cử tri tại huyện Trùng Khánh, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã trình bày chương trình hành động của mình tại đơn vị bầu cử số 4-5 thuộc các xã Đình Phong, Ngọc Côn, Chi Viễn, Đàm Thủy. Trong mỗi chương trình hành động của các ứng cử viên đều nhấn mạnh sẽ phát huy năng lực sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất với cấp có thẩm quyền về những vấn đề chính đáng mà cử tri quan tâm. Đây là dịp để cử tri hiểu rõ hơn người ứng cử, trên cơ sở đó cân nhắc lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa mới. Qua buổi tiếp xúc, cử tri đã bày tỏ đồng tình đối với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, mong muốn các đại biểu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện, đảm bảo sát đúng với tình hình địa phương. Các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của cử tri. Nếu trúng cử, sẽ làm hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng Nhân dân, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Tại đơn vị bầu cử số 8, số 11, huyện Hà Quảng, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri các xã Thanh Long, Yên Sơn, Cần Yên và Cần Nông. Các cử tri đồng tình cao chương trình hành động của từng ứng viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ đem hết tâm huyết trách nhiệm của mình, thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để nắm bắt tình hình thực tiễn, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân đến với các cơ quan chức năng kịp thời xem xét giải quyết. Cử tri các xã mong muốn nếu trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu sẽ truyền tải đến các cấp, các ngành xem xét đầu tư cơ sở hạ tầng đường giao thông từ thị trấn Thông Nông đến xã Thanh Long, xã Cần Đông, Cần Yên, đường liên thôn, liên xóm, đầu tư sửa chữa, mở rộng nhà văn hóa ở các thôn xóm, tổ dân phố, đầu tư nâng cấp hệ thống điện, thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường và trường bán trú cho học sinh các xã vùng cao, điều chỉnh có các chính sách hướng dẫn trong hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo cho địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với mỗi ứng cử viên thì chương trình hành động có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình vận động bầu cử, đó là định hướng hoạt động trong suốt nhiệm kỳ của đại biểu dân cử. Những lời hứa danh dự không phải để lấy lòng của cử tri, mà xuất phát từ thực tiễn để mỗi ứng cử viên xây dựng chương trình hành động. Chương trình đó có cơ sở về nguồn lực, cơ chế chính sách mang tính khả thi cao để thực hiện nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao sau khi ứng cử viên trúng cử. Là cử tri của khu dân cư tổ 16 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, bà Nông Thị Hiền cho rằng không phải chờ đến lúc ứng cử viên trình bày chương trình hành động cử tri mới quan tâm. Mà ngay từ bước giới thiệu người ứng cử, cử tri đã đánh giá trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, nhiệt huyết của ứng cử viên với công việc để lựa chọn giới thiệu. Do đó, để thuyết phục được cử tri, ứng cử viên phải có nguyện vọng tha thiết trở thành người đại diện, mong muốn thúc đẩy, giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị, chứ không phải chỉ xây dựng cho đủ thủ tục, hứa suông trước cử tri. Theo tôi, thì các chương trình phải hành động, thì phải là tâm huyết của từng ứng cử viên đã xây dựng nên. Thì trong chương trình hành động, thì chúng tôi phải nhìn thấy được những cái cố gắng, những cái lợi ích mà ứng cử viên đem lại cho chúng tôi. Còn cử tri chúng tôi thì cũng sẽ là người mà nhìn thấy rõ nhất về kết quả thực hiện chương trình hành động của các ứng cử viên khi họ trở thành đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Và mong muốn của cử tri chúng tôi thì muốn là cái chương trình hành động không phải là lời nói suông mà phải được thực hiện bằng sự nỗ lực và cố gắng của các ứng cử viên
khi đã trở thành đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Gần một tuần triển khai tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 đến nay, tỉnh ta đã tổ chức xong 12 trên 20 hội nghị tiếp xúc cử tri cho 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 35 trên 75 hội nghị tiếp xúc cử tri cho 83 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua các hội nghị cho thấy, các ứng cử viên đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng chương trình hành động của mình, thể hiện được sự gắn bó sâu sát, thấu hiểu nguyện vọng của cử tri và tình hình cụ thể nơi mình ứng cử. Ông Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho rằng, việc xác định lựa chọn vấn đề để xây dựng chương trình hành động không phải là việc khó. Với kinh nghiệm của một đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, theo ông Hùng, việc khó chính là từng ứng cử viên phải lắng nghe, thấu hiểu nguyện vọng chính đáng của cử tri nơi mình ứng cử. Trong chương trình hành động vận động bầu cử của mình, tôi nhấn mạnh một số nội dung sau. Thứ nhất là xóa nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Với thành phố thì các hộ này thì càng cần được quan tâm hơn. Vì trong thời gian tới, bởi vì là những năm qua thì xã hội thì cũng đã tập trung quan tâm nhiều đến địa bàn các huyện. Thứ hai là thành phố cần được tỉnh trao cho cơ chế đặc thù để tạo nguồn lực tài chính vượt trội. Như vậy thì mới có điều kiện phát triển hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế xã hội để xây dựng thành phố thông minh, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Xứng đáng là thành phố hiện đại, văn minh, là trung tâm phát triển, tạo liên kết, tạo sức lan tỏa trong tỉnh mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đặt ra cho thành phố Cao Bằng. Thứ ba là cả tỉnh ta thì sau sát nhập thì phần lớn nhà văn hóa tổ xóm thì không còn đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt của nhân dân do số dân tăng nhiều. Theo tôi thì chắc chắn là cần tỉnh xây dựng đề án nâng cấp nhà văn hóa tổ xóm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, mà mỗi địa phương sẽ là một tiểu đề án. Thì trong đề án thì phải cụ thể đến từng tổ xóm để từng đưa ra các cái chính sách hỗ trợ riêng bằng nhiều cái nguồn vốn khác nhau, và đặc biệt là phải vừa với sức đóng góp của nhân dân. Thứ tư ấy, thành phố cần sớm có quỹ đất sạch, đủ hạ tầng thiết yếu để doanh nghiệp, dân doanh của thành phố và cả ngoại thành, ngoại tỉnh khi muốn đến làm ăn thì được thuê mướn với chi phí hợp lý, từ đó yên tâm đầu tư cơ sở sản xuất kinh doanh. Đối với ứng cử viên Đàm Thu Hằng, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đưa ra quan điểm, dù ở bất kỳ cương vị, lĩnh vực, khu vực ứng cử nào, mỗi ứng cử viên đều là hội viên, đoàn viên của một tổ chức hội, đoàn thể, đều có thể lựa chọn được những vấn đề cử tri quan tâm gắn với lĩnh vực chuyên môn, vị trí công tác của mình. Nếu như được vinh dự tái cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì tôi sẽ có rất là nhiều thuận lợi trong tham mưu, lãnh đạo tham mưu, giúp việc Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thực hiện các cái nội dung nhiệm vụ, như là luôn theo dõi, nắm vững tình hình đời sống kinh tế xã hội của tỉnh nhà để tham mưu và cùng với các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế và mang lại cái tính khả thi cao thông qua các cái nghị quyết được quyết định tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, tăng cường việc đi thực tế, tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri để giữ mối liên hệ mật thiết, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Hội đồng Nhân dân, các cơ quan chức năng, đồng thời cũng tổng hợp đầy đủ, kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri về thường trực của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tham mưu chuyển kịp thời và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đề nghị cơ quan chức năng trả lời thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Lần đầu tiên tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Vi Thị Thủy Anh, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng, tự tin chia sẻ về chương trình hành động của mình. Điểm nhấn đó là thế mạnh trong lĩnh vực ngân hàng, trong việc giải quyết linh hoạt các vấn đề của một doanh nghiệp nhà nước. Chương trình hành động của tôi thì dựa trên các nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và thành phố Cao Bằng trong phát triển kinh tế, như tập trung vào lĩnh vực phát triển du lịch, dịch vụ, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ và các dự án bất động sản đô thị. Thì theo tôi thì đây là những cái lĩnh vực mà tỉnh ta có thế mạnh và có thể tạo được sức bật trong thời gian tới. Thì với cái cương vị công tác hiện nay thì tôi cũng sẽ lãnh đạo chi nhánh tập trung cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm của tỉnh và kết nối các doanh nghiệp để đầu tư dự án tại địa bàn, đồng thời sẽ tăng cường cái khả năng tiếp cận vốn vay đối với các hộ kinh doanh, hộ gia đình
cán bộ công nhân viên chức và người lao động, đồng thời sẽ góp phần cùng với chính quyền thúc đẩy cải cách hành chính thông qua việc tăng cường triển khai các kênh thanh toán không dùng tiền mặt. Và ngoài ra thì BIDV cũng sẽ tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Và nếu như được cử tri tin tưởng là đại biểu Hội đồng Nhân dân thì tôi cũng sẽ phấn đấu thực hiện tốt cái vai trò của đại biểu dân cử. Và tôi cũng sẽ có cơ hội được tham gia ý kiến, phản ánh những khó khăn, vướng mắc dưới góc độ là một doanh nghiệp. Và ngoài ra thì cũng sẽ tiếp tục cụ thể hóa chương trình hành động của mình thành các chương trình, mục tiêu và các giải pháp cụ thể để có thể hoàn thành tốt chương trình đã đề ra. Hầu hết các ứng cử viên xây dựng chương trình hành động của mình đều xác định được vấn đề mà cử tri quan tâm. Qua tìm hiểu, lắng nghe tiếng nói của cử tri, trên cương vị của mỗi người, các ứng cử viên đã lựa chọn nội dung hoạt động đều liên quan đến lợi ích, quyền lợi của nhân dân. Đó là yếu tố quan trọng để ứng cử viên xứng đáng giành được lá phiếu và sự tín nhiệm của cử tri luôn là thước đo năng lực, phẩm chất của người đại biểu nhân dân. Đến nay, huyện Hà Quảng đã phân phối tài liệu bầu cử cho các khu vực bỏ phiếu, triển khai lắp đặt khẩu hiệu băng rôn, tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, sẵn sàng cho ngày hội lớn diễn ra thành công tốt đẹp. Các tài liệu bầu cử bao gồm ảnh bác, phiếu bầu, thẻ cử tri, băng rôn, khẩu hiệu, giấy chứng nhận bỏ phiếu, tiểu sử tóm tắt, các loại cờ đã phân bổ đến các địa điểm bầu cử. Danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã được niêm yết. Các tiểu ban, các xã thị trấn, cơ quan đơn vị phối hợp tổ chức triển khai công tác thông tin tuyên truyền, công tác y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan đến công tác bầu cử đã được thực hiện đúng quy định. Đến nay, tổng số cử tri của huyện là 40.684 người, trong đó số cử tri được bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là 40.684 người. Bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và huyện là 40.548 người. Bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã là 40.141 người. Công tác vận động tiếp xúc cử tri được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo thời gian, địa điểm, cơ sở vật chất tốt nhất cho người ứng cử được gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện phối hợp với đoàn thể các xã tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan đợt 2 trên các trục đường chính, các khu chợ trung tâm thuộc 8 xã thị trấn trên địa bàn, tăng cường thời lượng, số lượng tin bài, mở chuyên trang chuyên mục về tuyên truyền bầu cử trong các chương trình phát thanh hàng ngày. Hướng dẫn cung cấp tài liệu, file tuyên truyền cho các trạm phát thanh thuộc các xã thị trấn, tập trung tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử trên hệ thống loa truyền thanh. Với nội dung phong phú đa dạng, góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Chủ động tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong ngày đầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, phòng tập gym, các quán ăn uống. Theo công điện số 03 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phần lớn người dân thành phố Cao Bằng đã đồng lòng thực hiện nghiêm túc và khẳng định đây là một giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tại tuyến phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, các cửa hàng vẫn duy trì hoạt động, tuy nhiên đều có thông báo khách hàng phải đeo khẩu trang và sát khuẩn khi đến mua bán. Các quán ăn uống vẫn mở cửa nhưng chỉ nhận mua về hoặc giao hàng tận nhà chứ không cho phép ăn uống tại cửa hàng. Hiện tại em thì sẽ chỉ nhận ship và nhận mang về, và nói chung là mình sẽ giãn cách khoảng 2 mét để mình nói chuyện và order nước, đảm bảo sẽ không bị dịch bệnh lây lan nhé. Trong ngày đầu tiên Cao Bằng thực hiện giãn cách, nhiều cửa hàng, trung tâm vui chơi giải trí, quán karaoke, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đã tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch bệnh. Nhờ tuyên truyền kịp thời, người dân thành phố Cao Bằng đã chấp hành nghiêm các biện pháp chống dịch. Theo chủ trương nhà nước bảo ấy, thì em là đeo khẩu trang 100% này, giãn cách là cứ đứng xa 2 mét này, và bán thì chỉ có mua về chứ không cho ăn tại chỗ. Thực ra dịch bệnh thì nó sẽ chậm đi một tí, còn lại thì vẫn mua đi và ship đi thôi. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, người dân cũng hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết, do đó các tuyến phố vắng vẻ hơn so với ngày thường. Khi thực hiện việc giãn cách xã hội, các hoạt động kinh doanh, công việc và lao động sản xuất của người dân đều ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội, mỗi người dân cần chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của tỉnh, của chính phủ.
nhất là phải đeo khẩu trang này, sát khuẩn, khử khuẩn, tức là thực hiện 5K ấy. Thứ nhất là an toàn cho bản thân cũng là trong gia đình, là nhất là cho khách hàng, với lại đã sập bán bây giờ cũng mùa Covid thì bọn chị cũng đấy cũng thông báo là chỉ đem về thôi chứ còn không cho khách ngồi tại đây. Giờ gia đình cũng chỉ phụ thuộc vào cái bán hàng như thế, mà bây giờ dịch bệnh cũng không biết làm như nào, cũng chỉ mong là dịch qua nhanh để còn có cơ hội để bán hàng ổn định lại cái cuộc sống. Mỗi người dân đã ý thức rất rõ trách nhiệm của mình, thể hiện bằng những hành động cụ thể, ở nhà để phòng dịch, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để ngăn chặn sự xâm nhập của dịch COVID-19 vào địa bàn Cao Bằng. Huyện Bảo Lâm vừa tiếp nhận và cấp phát 166.650 kg gạo cứu đói giáp hạt năm 2021 cho 2.194 hộ nghèo thuộc 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Ngay sau khi tiếp nhận gạo, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã phối hợp với chính quyền các xã thị trấn chủ động thông báo cấp phát cho các đối tượng, đảm bảo đúng đủ số lượng theo quy định. Việc cấp phát gạo cứu đói giáp hạt của chính phủ cho nhân dân trên địa bàn huyện trong thời điểm giáp hạt thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, kịp thời hỗ trợ hộ nghèo vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống, đảm bảo mọi người dân đều có đủ lương thực, không để người dân bị đói giáp hạt. Tòa án Nhân dân huyện Quảng Hòa vừa xét xử công khai vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với bị cáo Vi Văn Thu, sinh năm 1986, trú tại thôn Thanh Phong 1, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân, ngày 17 tháng 12 năm 2020, Tổ công tác Công an huyện Quảng Hòa phối hợp với Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng phát hiện đối tượng Vi Văn Thu đang thuê trọ tại Tổ dân phố Phe Quang, thị trấn Tà Lùng, tàng trữ 18 gói heroin. Qua đấu tranh, Thu tự nguyện giao nộp 4 gói heroin khác và số tiền 500.000 đồng. Theo lời khai của Thu, số ma túy trên mua từ huyện Quế Phong, Nghệ An về sử dụng và bán lại để kiếm lời. Sau khi giám định, cơ quan chức năng đã kết luận các gói heroin trên có trọng lượng 14,285 gram. Căn cứ theo quy định của Bộ Luật Hình sự, Tòa án Nhân dân huyện Quảng Hòa tuyên phạt bị cáo Vi Văn Thu 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.